BioCare là sản phẩm chứa hai loại lợi khuẩn đậm đặc là Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis. Xin mời cùng tôi khám phá những lợi ích của sản phẩm BioCare này nhé. Một Cải thiện sức khỏe tiêu hóa Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis là những lợi khuẩn giúp tăng cường chức năng tiêu hóa khỏe mạnh ở vật nuôi, cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là bệnh tiêu chảy. Hai, không bị ảnh hưởng bởi các loại kháng sinh phổ biến. BioCare có chứa các chủng Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis, có khả năng kháng hầu hết các loại kháng sinh phổ biến được sử dụng trong chăn nuôi, khiến chúng trở thành một lựa chọn đáng tin cậy và hiệu quả để tăng cường sức khỏe vật nuôi. 3. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis tiết ra các enzyme tiêu hóa carbohydrate và chất sơ phức tạp mà động vật thường khó tiêu, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và dẫn đến tốc độ tăng trọng và tăng trưởng tốt hơn. Ngoài ra, hai vi khuẩn này còn có khả năng tiết ra các kháng sinh, giúp động vật giảm mắc các bệnh thường gặp. 4. Ổn định nhiệt và tiết kiệm chi phí Sản phẩm được sản xuất từ Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis, chịu nhiệt, có nghĩa là chúng có thể chịu được nhiệt độ cao trong quá trình ép viên và bảo quản mà không bị mất tác dụng. Ngoài ra, sản phẩm là một lựa chọn hiệu quả về chi phí để cải thiện sức khỏe và năng suất của vật nuôi, giảm nhu cầu sử dụng thuốc kháng sinh và các loại thuốc đắt tiền khác. Bạn quan tâm đến sản phẩm, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé. Điện thoại liên hệ miền Bắc 038 687 0933, miền Nam 0962 003 113 hoặc gửi email cho chúng tôi sales.carevietnam.com.